cấm, hủy sửa lệnh nhiều lúc khiến nhà đầu tư không mua được ở mức giá thấp, không bán được ở mức giá cao dù nhìn thấy cơ hội trên thị trường. Thường xuyên dùng lệnh MP trong tình trạng giao dịch tù mù. Theo một số thành viên thị trường, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nên điều chỉnh việc thu phí của nhà đầu tư. Cái 0,3% đấy nên chúng ta có nghiên cứu có thể là nào đấy để miễn giảm một phần nào đấy để thể hiện là ok, chúng tôi cung cấp dịch vụ chưa tốt nhưng sẽ miễn giảm cái phí đó để nhà đầu tư thấy được cái sự cầu thị, thấy được cái động thái là trân trọng nhà đầu tư của công ty chứng khoán cũng như là Sở Giao dịch cũng như là Ủy ban Chứng khoán đối với cái cộng đồng nhà đầu tư của Việt Nam. Có những phiên giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng, hệ thống không nghẽn. Nhưng có lúc chỉ vài nghìn tỷ đồng, hệ thống đã nghẽn. Có hay không tình trạng trục lợi? Và liệu có bàn tay vô hình nào đó đang điều chỉnh sự tắc nghẽn hay không? Theo Hosea, đó là do tình trạng các lệnh xếp hàng vào hệ thống. Lúc lệnh đang khớp ở bên trong, lại có lệnh hủy sửa lệnh từ bên ngoài gửi vào. Thì đó là lỗi. Và đến một ngưỡng chịu đựng nào đó, hệ thống sẽ sụp đổ. Thì nếu cái số lượng lỗi phát sinh của một công ty chứng khoán vượt quá cái ngưỡng cho phép thì sở có quyền ngắt kết nối của công ty chứng khoán đó để tránh làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống giao dịch. Và điều đó là một cái điều mà có thể nói rằng là rất là nặng nề, và trong cái bối cảnh thị trường như thế này thì không ai muốn điều đó xảy ra cả. Giải pháp chấm dứt tình trạng nghẽn lệnh hiện nay được thực hiện song song hệ thống FPT xây dựng và tiếp tục chạy thử nghiệm hệ thống KRX. Hệ thống KRX triển khai cách đây đã 10 năm. Sự chậm trễ, theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bên cạnh các yếu tố khách quan như nhà thầu phụ của Hàn Quốc bỏ ngang, dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn, thì còn có những nguyên nhân chủ quan. Từ phía cả về phía cơ quan quản lý nhà nước lẫn là coi chủ đầu tư là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là trong quá trình thực hiện dự án cũng không lường hết được tình hình. Và triển khai dự án thì có những lúc là thực sự là cũng chưa thực sự là quyết liệt. Dù chậm trễ, nhưng từ 14 tháng 6 tới nay, hệ thống KRX đã được chạy thử và dự kiến đến cuối năm, hệ thống này sẽ được thay thế cho toàn bộ hệ thống giao dịch của Hosea, HNX và VSD. Và cũng như theo thông tin công bố thì dự kiến hệ thống mới giao dịch thay cho Hosea được FPT xây dựng sẽ có thể được chạy thử vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 này. Và ngay trong chiều nay, Ban chỉ đạo chống nghẽn của Bộ Tài chính sẽ họp và rất có thể sẽ có công bố chính xác về ngày triển khai trên toàn bộ thị trường. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Huy Hoàng với những thông tin vừa rồi.